sức khỏe, ăn no chóng lớn để cho mẹ có thể là bé nữa. Cháu Dũng và Vi trong ngày sinh nhật hôm nay. Cảm ơn chị, và có lẽ là cho One Man Band chúng ta một tràng pháo tay thật to, rất là hay. Take a break luôn. Không thể gì chưa dám uống này. Con phải đánh nhạc quá nhiều luôn. Lam, uống. Lam. Ok. Anh Dũng kêu kìa. Dạ. Kính thưa quý anh chị, trước hết thì Thái Linh Mai Hòa xin phép được cảm ơn tất cả các anh chị trong cái ngày vừa qua. Không phải là trong cái tiệc vui này mà dùng cái tiệc vui này mà nói lên những cái lời này, nhưng mà cảm ơn tất cả quý anh chị là bởi vì quan tâm hỏi là Mai Hòa sống khác như thế nào. Thưa quý anh chị, Mai Hòa vẫn còn sống, còn khỏe. Tháng 4 vừa rồi các anh chị biết là Mai còn đi Đông Nam Á, đi thăm mấy cái đảo, rồi về được nghỉ xả hơi. Ngày hôm nay mới là chính thức đi làm chưa ngày hôm nay. Nhưng ngày hôm nay sinh nhật của cháu, rất là sung sướng được gặp ba cháu ngoại của anh chị Duy Hưởng. Nhưng mà ba cháu ngoại này Mai còn có kỷ niệm rất là nhiều, là bởi vì từ ngày mà hai đứa quen nhau, nhỏ nó đi hát với tôi đã bao giờ như thế nào thế này, cực khổ như thế nào, đến khi mà chấp nhận cho nó cưới rồi, đến khi mà có con là bây giờ ba đứa con. Chúc mừng anh chị Duy Hưởng riêng và hai cháu rất là nhiều, rất là nhiều. Nhưng mà trong cái tiệc của chúng ta ngày hôm nay là tiệc người Việt Nam, thì chúng tôi xin phép cảm ơn anh Duy Hưởng và mượn một vài lời trong cái lúc này để nói lên. Tình cờ ngày hôm nay chúng ta gặp được một người bạn ở phương xa. Một người bạn này đã cho chúng tôi nhớ lại những cái chuyến đi công tác. Và ngày hôm nay và ngày mai, ngày 26 tây, là sinh nhật thứ 38 của anh. Chúng tôi muốn mời anh Dũng lên trên này. Tại sao sinh nhật thứ 38 của anh Dũng? Mời anh Dũng lên trên này. Anh Dũng. Mời anh Dũng lên trên này. Ngày mai là sinh nhật thứ 38 của anh Dũng. Mời anh Dũng lên trên này. Ok, cắt bánh đi, cắt bánh. Mời anh Dũng, lên trên này. Ok, cắt bánh, trong lúc cắt bánh đó thì chúng tôi... Anh chị thấy anh này đúng 38 tuổi ngày mai. Anh chị có tin anh này ngày mai là 38 tuổi không? Dạ, đúng. Tin không? Mai còn nói, anh chị sẽ tin. Ngày mai anh đúng 38 tuổi, chết đi sống lại trên một cái con thuyền vượt biên ngày 26 tây tháng 6 năm 1979. Năm sáu người trong gia đình, năm người chính ảnh bỏ xuất hiện, ảnh là người sống sót. Cho nên là mình có cái đức tin, có con, có cháu, có ông bà, và ngày mai sinh nhật thứ 38 của anh. Anh đến từ Mỹ Quốc. Anh đến từ Mỹ Quốc, không phải từ Hiếu Sinh. Anh là người đến từ Mỹ. Tình cờ anh đến đây, anh em gặp nhau thì nói tôi thấy anh quen quá, tôi tưởng là tôi thiếu nợ ảnh. Nhưng mà anh coi những cái clip phim. Xin chúng ta cho một tràng pháo tay. Và sau đó cầu nguyện cho những người, và cầu nguyện cho những con em của chúng ta ngày hôm nay có sự sống mới nhờ những gia đình như thế này. Mà anh đi ở nơi
đã dặn rồi, ở nhà thì kêu dì Hạnh, ở đây kêu Hanna Hạnh. Trời ơi, người ta là MC mà đâu có dì Hạnh gì đây. Dạ thưa quý vị, dì Hạnh là tên út của Hanna. Dạ không biết, dạ quanh để chút xíu. Dạ để tiếp theo chương trình văn nghệ thì hình như hồi nãy giờ em thấy hình như có vài anh chị chưa có chút vui. Thì bây giờ em xin mời anh Trung Nghĩa. Quý vị, anh chị biết tại sao mà em nói anh Trung Nghĩa lên không? Quý vị ơi,